Ngày 17 tháng 7, mạng xã hội lan truyền một đoạn video và những hình ảnh về một vụ việc hy hữu. Hai du khách người Pháp sử dụng dịch vụ xích lô dạo quanh phố cổ Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau chuyến đi, du khách người Pháp đưa 1 triệu 500 nghìn đồng và được xích lô trả lại 900 nghìn đồng tiền âm phủ, bao gồm một tờ 500 nghìn đồng và hai tờ 200 nghìn đồng. Sau đó, vị khách này đã đem số tiền đó trả cho một lái xe taxi. Khi được giải thích đây là tiền âm phủ, không thể sử dụng, người du khách nước ngoài đã vô cùng thất vọng và hủy luôn tour đi Hạ Long. Hình ảnh xích lô đã được du khách cung cấp, hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm tìm ra được tài xế xích lô lừa đảo này. Từ năm 2011, anh Nguyễn Thành Long, ngụ tại ấp 2 xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bắt đầu nuôi gà đẻ trứng. Để nuôi gà đạt năng suất cao, chuồng nuôi được anh Long thiết kế rất kiên cố, có hệ thống chiếu sáng và thông gió để luôn duy trì nhiệt độ phù hợp với hệ thống cung cấp nước uống tự động. Với cách thiết kế này, không chỉ đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh mà còn hạn chế dịch bệnh cho gà. Truyền thống mà lúc mình hồi xưa giờ mình làm, mình ương con gà, mình ương dưới đất mà. Thì con gà nó dễ bị nó rất xảy ra rất là nhiều cái bệnh. Thì cho nên hôm nay là chú mới qua cái sự chăn nuôi mình nghiên cứu á, cho nên chú bây giờ chú ương con gà con á, chú không có ương dưới đất nữa mà chú làm trên cái lồng, làm cho con gà nó giảm đi cái tỷ lệ thứ nhất là nó bệnh cái bệnh cầu trùng đó, cái thứ hai nữa là mình chích vaccine là mình làm rất là gọn. Từ 2.000 con gà nuôi đẻ trứng ban đầu, đến nay trang trại của anh đã mở rộng quy mô đến 10.000 con. Mỗi ngày anh cung cấp cho thị trường từ 3.000 đến 6.000 trứng gà. Hướng tới anh sẽ đầu tư làm trang trại lạnh để nâng cao năng suất, xử lý tốt mùi hôi. Trang trại lạnh đó thì nó tốn kém cũng rất là nhiều, nhưng mà nó có rất là nhiều cái lợi. Thứ nhất là cái môi trường, rồi thứ hai nữa là cái trứng con gà nó rất là tốt. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập, lao động sản xuất, anh Long đã vươn lên làm giàu một cách chính đáng. Khi kinh tế gia đình ổn định, anh tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm để bà con nông dân cùng học hỏi, áp dụng. Với 4 công đất vườn trồng nhãn, hơn 10 năm qua, ông Trương Hòa Thọ, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, luôn duy trì nuôi trên 250 đàn ông lấy mật trong vườn. Ông Thọ cho biết, mô hình này giúp vườn nhãn của gia đình luôn cho năng suất cao với chi phí thấp, đồng thời sản phẩm thu hoạch an toàn nên bán được giá. Trước thì xịt thuốc sâu nhiều lắm, rồi khi mà có ông thì tỉ như mà mình giảm khoảng là 6-7 rồi. Sức khỏe mình nói chung đảm bảo hơn. Thì nói chung thì khi có ông thì mình thuận lợi là hai cái. Một thì nhãn nó tốt, nó sai trái, có tấn hơn, giảm cái tốn tiền thuốc sâu. Rồi thứ hai nữa thì mật thì mình thu hoạch mình là còn bán được. Cùng với ông Hòa, ông Bùi Văn Thành, ngụ tỉnh Vĩnh Long, người đã có trên 30 năm kinh nghiệm trong nghề nuôi ong trong vườn cây ăn trái, đã thuê 4 vườn nhãn ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung để nuôi 700 đàn ong lấy mật. Nhà vườn là được có cái là nó thụ phấn, là đậu, cho đậu trái sai. Rồi coi như là nó khi mà mình đặt tại chỗ là coi như là những cái côn trùng nó sẽ lan tỏa đi đâu hết, chứ nó không tập trung tại cái vườn đó. Thì coi như là nếu nhà vườn ít không phun thuốc bảo vệ thực vật thì họ sẽ tạo được cái sản phẩm sạch, là coi như là trái cây sạch, thì họ sẽ bán được giá cao, họ sẽ có cái lợi nhuận riêng của họ. Theo các chuyên gia nông nghiệp cho biết, việc nuôi ong trong vườn cây ăn trái là một mô hình kết hợp tuyệt vời giữa trồng trọt và chăn nuôi. Vì nhờ sự hút mật của đàn ong mà cây ăn trái thụ phấn cao, sản lượng gia tăng, sản phẩm thu hoạch sạch do không có dư lượng thuốc trừ sâu. Một điều chắc chắn là khi chúng ta nuôi ong thì năng suất, tức là cây trồng, cây nhãn sẽ đậu trái nhiều và từ đó năng suất sẽ tăng lên. Hiệu quả 2 trong 1 mang lại lợi ích cao cho nhà nông. Hiện mô hình nuôi ong trong vườn cây ăn trái đang được triển khai, phát triển mạnh ở nhiều địa phương, đặc biệt không chỉ có vườn nhãn mà các vườn cây thanh long, mận, bưởi cũng đã được kết hợp nuôi ong. Hy vọng tương lai không xa, mô hình này sẽ càng được nhiều nông dân ứng dụng hiệu quả. Những dấu hiệu nhận biết cúm AH1N1: sốt cao đột ngột trên 38 độ C, ho khan kèm theo biểu hiện đau họng, đau đầu, sổ mũi, chảy nước mũi, người mệt mỏi, đau nhức cơ khắp người, có thể kèm theo tình trạng chảy nước mắt, mắt đỏ. Và xin được lưu ý thêm, virus cúm có thể tồn tại lâu trong môi trường, do đó thì người dân cần phải chủ động thực hiện những điều sau để phòng tránh được bệnh. Thứ nhất là tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Thứ hai là phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, đặc biệt là ở những nơi tập trung đông người.
Tiếp theo là giữ nhà ở nơi làm việc sạch sẽ bằng cách là thường xuyên lau chùi, sử dụng các dung dịch sát khuẩn thông thường. Bên cạnh đó còn phải kể đến là ăn uống đủ chất, tăng cường các thực phẩm giàu vitamin nhằm giảm nguy cơ nhiễm virus. Theo dõi sức khỏe của bản thân, chú ý đặc biệt tới những biểu hiện cúm và thực hiện khám kịp thời. Và khi xác định đã nhiễm cúm rồi thì nên cách ly và báo cho cơ quan làm việc, học tập và các cơ sở y tế địa phương. Vào khoảng 16 giờ ngày 17 tháng 7, cháu Trần Hoàng Thiện, hơn 20 tháng tuổi, ngụ tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chơi cùng anh trai 4 tuổi trước sân nhà. Sau đó người anh dẫn em đi qua cây cầu, không may đứa em đã trượt chân té ngã xuống mương. Khi gia đình phát hiện thì cháu Thiện đã tử vong do đuối nước. Được biết vào thời điểm xảy ra sự việc, chị Nguyễn Hoài Linh, mẹ của nạn nhân, đang bận nấu cơm trong nhà. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện U Minh cùng các ngành có liên quan đã kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí, chia sẻ những mất mát đối với gia đình. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7, nhiều người lưu thông qua cầu Rạch Miễu nhìn thấy một người đàn ông nhảy từ trên cầu xuống sông Tiền, đoạn gần giữa cầu Rạch Miễu thuộc phường 6 thành phố Mỹ Tho. Nhận được tin báo, công an thành phố Mỹ Tho phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, công an phát hiện nạn nhân đã để lại trên cầu Rạch Miễu chiếc xe gắn máy mang biển số 63B987527 cùng một số giấy tờ tùy thân bên trong cốp xe. Theo nhận định ban đầu từ công an, nạn nhân tên CKB, 46 tuổi, ngụ phường 10, thành phố Mỹ Tho. Tính đến sáng nay, ngày 18 tháng 7, cơ quan công an vẫn đang tích cực truy tìm thi thể nạn nhân và điều tra nguyên nhân. Rạng sáng ngày 18 tháng 7, trong lúc đang tuần tra trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, các trinh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ nhận thấy đối tượng Võ Hồng Công có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên người đối tượng có chứa ma túy tổng hợp bao gồm 10 viên nén màu xanh, 6 viên nén màu vàng. Theo đó, tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra tại phòng trọ của đối tượng Công, phát hiện và thu giữ thêm 24 viên nén có màu xanh, màu tím và 3 gói ni lông, bên trong có chứa tinh thể không màu, nghi là ma túy đá. Được biết, đối tượng Võ Hồng Công, sinh năm 1994, trú tại khu vực 1, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Hiện cơ quan chức năng đã bắt tạm giam đối tượng để thực hiện công tác điều tra làm rõ sự việc. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 18 tháng 7, đội phòng chống tội phạm tỉnh Tây Ninh trên đường đi tuần tra đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy hiệu Exciter biển số 54V6-1130 có biểu hiện nghi vấn. Đội tuần tra âm thầm bám theo, tuy nhiên được một đoạn thì hai đối tượng phát hiện. Chúng tăng tốc bỏ chạy, cuộc truy đuổi kéo dài đến gần 3 km đến địa phận ngã ba Giang Tân, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành thì chúng mất lái đâm lên lề té ngã. Song hai đối tượng vẫn chống trả quyết liệt, một tên còn dùng súng bắn vào thành viên đội tuần tra. Với sự giúp sức của công an huyện Hòa Thành, hai đối tượng trộm chó đã bị khống chế và được đưa về trụ sở công an để làm việc. Hai bị cáo bị tuyên phạt mức án là Phạm Hữu Tài sinh năm 1973, thường trú ấp Sa Co, xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Thành Long sinh năm 1965, tên gọi khác là Bé Năm, ngụ khóm 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến ngày 12 tháng 3 năm 2017, Phạm Hữu Tài và Nguyễn Thành Long đã cùng nhau thực hiện tổng cộng 50 vụ trộm cắp 52 xe mô tô trên địa bàn huyện Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long, gây thiệt hại tài sản với tổng số tiền trên 722 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Phạm Hữu Tài còn một mình thực hiện hai vụ trộm lấy cắp 2 xe mô tô, Nguyễn Thành Long một mình thực hiện một vụ lấy trộm 1 xe mô tô. Tại phiên tòa, hai bị cáo Tài và Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mỗi bị cáo bị tuyên án 30 năm tù giam.